như phụ nữ mẫu sữa. Đúng rồi, thế thì cũng tùy tình huống thôi tao bằng. Tôi hỏi chi nhanh về mấy hecta đất vì quanh đang của thứ không ai vào đầu tư. Mà bà con nông dân mình không có đất làm ăn, có quan hệ đất quen. Tôi muốn bạn phải thay đổi quy hoạch này là về chúa nhân sáng sinh. Vậy là tốt quá. Cây trái ngọt lành mà con chung lòng xây dựng nông thôn mới. Tôi muốn anh nói rõ hơn nữa.